trên hành trình theo đuổi đam mê. Tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull, năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Ngọc Lan xin được thay mặt cho chương trình gõ cửa thăm nhà chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới Ngọc Lan nha. Chúc mừng năm mới quý vị khán giả nha. Yeah. Thưa quý vị, hành trình của chúng tôi đã đi được một năm rồi. Và anh có nhớ ngày đầu tiên phát sóng là vào ngày nào không? Phải thật sự là nói, anh nói thật với Lan nha, mình đang trong một cái thời khắc gọi là chuẩn bị bước qua một cái năm mới, chuẩn bị đón giao thừa. Phải nói là khi mà đứng đây cùng với em để nhắc lại một cái hành trình mà đi cùng với chương trình gõ cửa thăm nhà, thực sự anh rất là bồi hồi, rất xúc động và cảm thấy là mình rất hạnh phúc khi được đồng hành với chương trình này. Hồi nãy em hỏi anh là gì? Ngày đầu tiên phát sóng chương trình là ngày mấy anh nhớ không? Ngày đầu tiên phát sóng chương trình này hả? Làm sao mà anh quên được? Đó là một cái chương trình được quay ở tại Hóc Môn. Quay gia đình của bạn Hồng, bạn Hồng bán vé số. Vào ngày phát sóng là ngày 2 tháng 4 năm 2020. Đúng rồi. Và không ngờ rằng là đây là số đầu tiên nhưng lại mang một cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Và ngay cả những người thực hiện chương trình, ban biên tập, đạo diễn và ekip thực hiện chương trình phải nói là rất là bất ngờ khi nhận được một cái tín hiệu là khán giả rất yêu mến chương trình này. Mà thích ăn cơm như hiện tại không? Mà sao không ăn cơm nữa? Chắc anh em có giận nhau nè. Năm trời không nói chuyện như ông anh mình đúng không? Cái gì năm? Năm năm gần hơn rồi đấy. Năm năm gần hơn rồi đấy. Cái gì? Năm năm không có nói chuyện với ông anh luôn. Thật ra anh mời em ra đây ăn là vì người phụ nữ ngồi kế bên anh nè. Và anh biết em ra đây ngồi ăn ở đây cũng là vì người phụ nữ này nè. Thôi thì nãy Thành nó nói á, có một bữa ăn gì á, mẹ rất vui. Thì bà có mong mỏi gì với hai người con của mình không? Mong mỏi thì đương nhiên phải mong mỏi rồi cô. Tại vì con của mình nó từ trong bụng mình nó chui ra, nó cùng một dòng máu. Mà nó không vui với nhau thì rõ ràng mình cũng rất là đau lòng. Bây giờ mẹ có nhiều tiền hay là cái gì nữa mẹ cũng không ham bằng. Gia đình hòa thuận, hai đứa ở chung một nhà, hai đứa đều là con của mẹ. Khi mẹ chết, hai đứa đều phải đội khăn tang giống nhau. Làm cho mẹ vui là anh em phải hòa thuận. Mẹ mong rằng ngày hôm nay nhờ các cô các chú ở đây, tới đây mà giống như bắt nhịp cầu cho hai con, để hai con mà anh em mà vui vẻ với nhau thật lòng, thì khi mẹ nhà ngày mai mẹ có chết mẹ cũng mãn nguyện. Mẹ nói thật, tại vì mẹ rất là yêu các con, mẹ sống vì các con thì các con phải vì mẹ. Ba của con đã bỏ mẹ đi lúc mẹ rất là còn trẻ, mẹ đã cố gắng nuôi tụi con tới ngày này. Ba chuyên nương mẹ, nương nhà, ba chuyên nuôi tụi con. Thì tụi con phải hiểu. Con thấy không? Nếu mẹ như người đàn bà khác thì con đã không có nhà cửa mà ở. Các con phải ra đường rồi. Các con phải đứa lung manh, đứa giật đồ, đứa cứ không có nuôi tụi con mà ăn học đến lớp 12, 13 đâu. Bây giờ mẹ còn sống ngày nào, mẹ sống lúc nào mẹ cũng suy nghĩ. Tại sao các con của mẹ, mẹ đã tạo ra các con mà các con không biết nghĩ tới mẹ, chỉ có việc yêu thương nhau thôi, chứ mẹ đâu có cần các con tiền của các con đâu. Bây giờ mẹ nói thật, nếu mà bữa cơm hôm nay các con yêu thương nhau một chút mẹ qua đời, mẹ cũng rất là mừng, mẹ rất là mãn nguyện. Mẹ lớn tuổi rồi, mình phải yêu thương nhau để cho mẹ vui và mẹ khỏe. Mặt y chang nhau. Mẹ luôn. Mong rằng hôm nay các con như vậy là các con anh em con đã hòa thuận với nhau. Nếu mà chị có sai thì cho chị xin lỗi hai vợ chồng em. Còn chị có tặng hay nóng lên, chị thích là chị nói. Bây giờ chị suy nghĩ đó. Nếu chị, vợ chồng chị có sai thì chị xin lỗi em. Nếu chương trình này làm cho gia đình mà hạnh phúc, nếu
mai mốt á chị hả, nếu chị cố giận á thì á bỏ qua giùm cho chị, tự nhiên chị nóng chị nói lên thôi à. Còn á mà nói chuyện mà sợ không nói lại sợ chị mất cỡ tốt nghiệp chị. Chị thôi, từ nãy là chị em mình thương nhau, có gì nói nhau nghe chứ đừng có làm dữ vậy, giận nhau nhiều năm như vậy để cho má buồn được không? Được. Thương nhau cái đi ôm cái cho coi nè, là nói chuyện năng lượng tích cực nhiều lắm nè. Chúng ta ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm cho thật đã đi nào. Rồi vô ăn. Anh làm một năm rồi, anh làm biết bao nhiêu số rồi. Vậy thì anh ấn tượng với lại số phát sóng nào nhất? Nếu mà hỏi anh á, anh ấn tượng số nào thì thật sự mà nói là mỗi một số nó đều mang đến cho anh một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Và số nào anh cũng ấn tượng cả. Dạ. Và nếu mà nói về ấn tượng thì anh xin chia sẻ cái điều này đặc biệt với ba người ấn tượng, đó chính là được dẫn trình cùng với cô em Ngọc Lan của mình và được dẫn chương trình số đầu tiên với một người chị mà mình rất yêu mến, đó chính là nghệ sĩ Thúy Nga, và một người nữa là nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Cả ba người phụ nữ này đều rất ấn tượng với Quốc Thuận. Và bên cạnh đó thì tất cả các nhân vật, tất cả các số phận và tất cả những câu chuyện của các nhân vật nó đều luôn mang đến cho Quốc Thuận một cái cảm xúc mà nó mang đến một cái nguồn năng lượng phải nói rất là dạt dào trong cuộc sống của Quốc Thuận. Em thì ngoài việc là em đồng hành cùng với anh rất là nhiều số phát sóng, hầu như là đa số luôn, chỉ có những lần công tác ở ngoài Hà Nội thì anh lại bận lịch anh không ra được, thì em lại được đồng hành với lại anh Đức Khuê. Anh Mèo ơi, em cũng rất là yêu quý anh Nga, và em hẹn một ngày nào đó hai anh em ra ngoài Hà Nội sẽ cùng với anh. Chúng ta là bộ ba. Đúng rồi nha. Nhưng mà con hỏi cô là có hay qua đây ăn cơm chung với gia đình gì không? Ít có đi lắm mà cô Nga. Hình như không có luôn. Hình như lần đầu tiên là má. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Cái gì? Đây nè. Đây là bữa ăn đầu tiên. Em đã biết rồi. Cái câu chuyện này nói chung em không có nhiều chuyện. Nhưng mà lợi nó kể là cô Lan đó. Cha con bớt cơm thêm. Cũng mắc cỡ. Đó. Nhưng mà mẹ vợ mắc cỡ hơn. Mẹ vợ mắc cỡ hơn mẹ ruột em. Mẹ mẹ biết hả? Dạ. Mặt đỏ hay hay gì là mắc cỡ chứ không phải là đánh má Hường nãy giờ mới được. Nãy giờ nói trong công việc nói một xíu thôi, một phút nữa thôi. Nói về chuyện tình yêu đi. Một tại chị chuyên gia tình yêu mà. Mặc dù chị là cái đó. Cần phải nói đang đợi yêu nè. Đang đợi nói là nó. Nè nãy giờ chị ngược. Tại sao mà nãy giờ em thấy nãy giờ chị ngồi chị nhìn em hoài. Chị nhìn hai đứa hoài, chị nhìn thẳng vào mắt. Tại vì chị một điều chị nói thật sự để hai em tự tin lên là hai em rất đẹp. Rồi chị nói thiệt với em trong tình yêu nha. Yêu người này không được yêu người khác. Đó. Nghiêm túc. Yêu không được người này yêu người khác. Bởi vì khi mà em đi đau khổ vật vã về một cái người nào đó, tại sao em không nghĩ rằng em stop, em dừng lại, em soi kiến một cái, em trang điểm lên. 1 tỷ người đang nhìn tụi em. Chị là phụ nữ mà chị nhìn tụi em, chị còn đắm đuối nãy giờ. Có cần để anh dắt cho không? Em dắt được anh. Em vẫn thường xuyên. Vâng, hàng ngày em vẫn đi. Hàng ngày vẫn đi cái xe bằng này là cái phương tiện đi lại của em đấy à? Dạ vâng ạ. Con này là bao nhiêu phân khối? Dạ 50 thôi anh ạ. Thế em đã bao giờ chở một người lớn hơn em như thế này chưa? Em cũng có thỉnh thoảng chở ạ. Không, nhưng mà anh bây giờ để anh chở nhá. Dạ, em chỉ có điều là em hướng dẫn cái xe của em cho anh. Đây là đề, còn đây là phanh chân, nhưng mà em chuyển lên phanh trước tại vì em trước đi xe điện quen ấy. Ok. Thì đề lên như này là dập số vòng. Số là số vòng anh ạ. Số tròn. Ok. Vâng. Bây giờ anh em mình sẽ đi chợ để mua đồ. Vâng. Số 1 đây đúng không? Rồi ạ. Đi nha. Rồi. Nhắc đến lượt view thì em đố anh rằng là chương trình của mình số phát sóng nào có lượt view cao nhất? Anh thấy số nào cũng có lượt view cao hết trơn, trời ơi. Đúng rồi, số nào lượt view cũng cao, nhưng mà thưa với lại quý vị khán giả, lượt số phát sóng mà có lượt view cao nhất đó là số phát sóng nhà của anh Ngọc Sơn. Biến động là chuyện bình, nó phải biến động thôi. Để chúng ta phải trở lớn lên thành người. Anh biết tại sao cao rồi nè. Sao vậy? Tại vì trong số đó là có tiếng hát của em. Anh kỳ quá, số em nào cũng hát. Em hát bài cái gì à? Còn đây đêm cuối, phải không? Phải không? Người ơi có nhớ có thương một người. Yeah. Người ơi có nhớ có thương một người. Trời ơi. Trời hay quá. Còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Hay quá. Ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào.
bạn thấy không? Anh thấy hả, cứ mỗi lần mà coi đi coi lại cái hình ảnh mà anh Ngọc Sơn khóc á, thật sự anh thấy rất là xúc động. Trong anh hiện giờ, anh lo lắng nhất đó là điều gì? Mẹ mất sớm. Giống như mẹ muốn chuyển tên hoặc cái gì dính tới cái gì vật chất, con không muốn mẹ bận tâm cái gì hết. Mẹ đã chết hết. Mọi người xung quanh giáo giao lên không nghe mình mẹ qua đời. Rồi tài phản với nhau, không sợ mình bình tĩnh. Mẹ đưa giấy tờ nhà đó. Còn khi mình ra thì định giá bao nhiêu ngàn cây, rồi ông ra đưa ở. Nếu có bất cứ chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra sao, ông sẽ không nói mẹ nghe tiếng nào. Mẹ đưa giấy tờ không dòm, mẹ giữ hết đi, không cần con cái đó. Mẹ khỏe đã được, 1.000 tỷ cái gia đình chuyện nhỏ. Có lẽ thật mẹ, sức khỏe mẹ hiểu, con thương mẹ cái đó. Lo mẹ, khỏe đã được, mẹ phải xuống mẹ với con. Mẹ không có khóc, mẹ khỏe với con nha. Và bây giờ nè, hả? Anh làm 1 năm rồi, anh làm biết bao nhiêu số rồi. Vậy thì anh ấn tượng với lại số phát sóng nào nhất? Anh nói thật là số nào anh cũng, mỗi một số anh đều ấn tượng cả. Tuy nhiên nếu mà nói để mà ấn tượng nhất, chắc có lẽ là số phát sóng, không biết luôn đó. Em thì chia sẻ một chút xíu về cái cảm xúc của em. Lần đó em quay thì lại không có anh. Đó là cả ekip phải đi ra Hà Nội. Lúc đó thì anh kẹt lịch, anh không anh ra bận, được. Anh bận. Nên là em quay cùng với lại anh Đức Khuê. Thì cái số của vợ chồng Tí Hon là gây ấn tượng mạnh với em nhiều nhất. Bởi vì đó là một cặp vợ chồng mang đến cho em rất là nhiều nguồn năng lượng tích cực. Và mang đến cho em rất là nhiều cái bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Cho nên là em rất là thích cái số phát sóng đó. Vậy hả? Dạ. Và chẳng những vậy, khi mà em đọc comment của tất cả quý vị khán giả thì quý vị hầu như đều rút ra được cho mình rất là nhiều cái bài học từ trong cái cuộc sống của mình. Họ có những cái khiếm khuyết về cơ thể, nhưng họ không có khiếm khuyết về tâm hồn. Cho nên là họ có cái lối sống rất là tích cực, thái độ sống rất là hay. Như vợ chồng em thì cái bệnh một vợ chồng em thì không thể có con cả hai đứa. Bọn em là gọi là thiếu hormone sinh trưởng toàn diện, nên là cái cơ thể của bọn em như một đứa trẻ 5-6 tuổi, chứ đầu óc thì suy nghĩ như người lớn, còn cơ thể thì như một đứa trẻ 5-6 tuổi. Thực chất mình xác định mình hiểu được rõ cái tình trạng của mình như nào, cho nên là mình cũng không có buồn hay là cũng không có hy vọng gì nhiều ấy. Thì mình tại vì cái bệnh này thì mình cũng tìm hiểu nhiều trên mạng và cũng có các cái chuyên gia người ta cũng tư vấn rồi, nên mình hiểu rồi, cho nên là không có gì phải suy nghĩ. Tức là mình cũng không có cái điều gì mà mình nuối tiếc nữa. Công việc chính của mình thì mình cũng đã vừa làm có một ít kinh tế và vừa đi giúp các bạn rồi. Một phần nữa thì là mình làm YouTube cũng có cái thu nhập, nó không phải cao lắm nhưng mà cũng thoải mái để mà lo cho hai đứa rồi. Thì cái dự định thì sẽ cố gắng khoảng 2-3 năm nữa thì cũng sẽ kiếm một cái ngôi nhà để an cư. Mình tin là sớm muộn với nghị lực của hai bạn thì sớm muộn sẽ có những cái điều mong ước đó sẽ trở thành hiện thực. Quan trọng là cái thái độ sống của mình như thế nào thôi. Và hai bạn rõ ràng có cái thái độ rất là tốt, rất là tích cực. Một cái minh chứng sống đó là Hùng đã truyền được cái cảm hứng cho My, và rõ ràng là thay đổi được rất là nhiều suy nghĩ ở trong My, đã khiến cho My bỏ bớt cái tự ti của mình đi và hiểu được cái giá trị của mình trong cái xã hội này, đúng không? Vâng. Anh coi rồi anh biết tại sao em ấn tượng. Trong chương trình của mình, ngoài cái việc là một cái bữa cơm gia đình dành cho những cái thành viên với nhau, và chúng ta gặp rất là nhiều những cái nhân vật truyền cảm hứng từ những người làm rất là nhiều những ngành nghề khác nhau, và không thiếu những người làm nghệ thuật mang đến một cái nguồn gọi là truyền một cái truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ đó. Nếu mà nói về truyền lửa nghề và truyền cảm hứng với những thế hệ hậu bối như mình trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải nhắc đến đó chính là cái số mà Gõ Cửa Thăm Nhà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nữa nè. Anh đâu có được trò chuyện với cô Thanh Hoa đâu. và nghệ sĩ Hữu Thành. Đúng rồi, chú Hữu Thành rồi. Và người một người ca sĩ hát bài Sầu Tím Thiệt Hò. Cô Giao Linh đó. Và bên cạnh đó thì anh cũng được xem qua một cái số khi mà em đến Gõ Cửa Thăm Nhà của danh thủ Hồng Sơn. Dạ đó, đúng rồi. Mà luôn luôn coi như là mang đến một cái
một cái sức mạnh trên đôi chân dẻo dai của mình. Dạ. Và rất nhiều những cái câu chuyện truyền cảm hứng, truyền lửa nghề từ các anh chị nghệ sĩ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh mà Quốc Thuận và Ngọc Lan đã đến gõ cửa thăm nhà các nhân vật hết sức là nổi tiếng này. Chị nghiên cứu hoài tại sao cái lá sầu riêng nó đi vô lòng quần chúng nhiều. Điều thứ nhất đó là nó đề cao cái tình mẹ con, cái hiếu đạo. Cái thứ hai có một cái yếu tố nữa mà không thể bỏ qua nữa là cái diễn xuất của má với chị. Dạ đúng rồi. Hai mẹ con ngoài đời diễn đau khổ trên sân khấu, thành ra nghĩa là không còn là diễn nữa, cho nên đi vô lòng khán giả sâu lắm. Thậm chí tôi có những người thuộc mình câu thoại: màu hoa băng phê, màu hoa tình yêu hay hoa của thời gian, lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngờ. Hôm nay đó anh thay mặt cho tất cả những người ái mộ Giao Linh, trong đó có anh, thì hôm nay đặc biệt anh muốn tặng em hoa là để cảm ơn em đã đồng hành với anh mấy chục năm và đem đến cho anh một cái tình yêu rất là tuyệt vời. Anh cảm ơn em. Dạ, thank you anh. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mẹ con tôi tới đây là để tiễn chân phụ tướng mấy dòng đường trên trần mây sâu còn dưng là còn thấm đau trong can khen ba năm châu nữa phải không? Dạ. Đi 40 năm mà 40 đoàn. Gần 40 đoàn hết. Như vậy là đi đâu là phải cơm ghe bè bạn vợ con. Đây 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 theo hết. Nó khổ vậy đó, cho nên là khổ không má Tư? Phải khổ. Như mà người ta thấy mình con cái đông á. Cái tỷ như nó phát lương đủ đó nha. Hồi đó mà cơm đâu có ăn tập thể, cơm mà ảnh nhà nào nó nấu mà. Dạ. Gia đình nhà nào nó nấu thì bắt đầu nó phát phần nửa lương. Nhưng mà mình cãi á thì nó kêu một khác. Vậy đó, đã gánh rồi má buồn má về ở nhà luôn. Quyết định về nhà. Tại quyết định mới về nhà. Về nhà. Rồi bố thành rài đây mai đó. Đi một mình á, đi rài đây. Cái giờ có khi nào đi cả tháng trời đâu về. Trời ơi. 5-6 tháng chưa về nữa. 5-6 tháng chưa về nữa. Cái giai đoạn mà bố đi hát, má ở nhà nuôi mấy đứa con. Lại không có gạo ăn, thiếu thốn đủ thứ. Lúc đó như thế nào á? Lúc đó má bán đi bán xôi. Một ngày bữa sáng không má bán 6 ký xôi. Xôi giò nuôi con. Mẹ con nói đúng ra là mẹ con đùm bọc để sống. Đi bán rồi mẹ dắt thêm 6 đứa. Ở nhà ông ngoại bà ngoại coi. Để nhà má. Rồi không có chồng bên cạnh.
rồi những cái công việc trong nhà như thế nào, rồi con nó đau yếu thì sao? Thì chạy mình, dắt chạy mình. Như thằng thứ năm đó, nó chạy chơi ngang ruộng qua, nó chạy chơi cái nó bị xe đụng cái bể chân mày, dắt từ đó mà chạy lên bệnh viện mà mình di động. Thì cũng mình lo chứ sao. Lúc đó má có nghĩ tới bố Thành, có giận ông không? Hay là có một chút gọi là hơi tủi thân không? Mà tủi thân có. Chiều chiều mà dẫn con đi chơi á, đi ra ngoài bùng binh nó bảy chơi rồi mà thấy người ta chở con chở đồ đi nha, tủi ngủ khóc. Nó không dám khóc ở nhà. Sao không dám khóc ở nhà? Tại vì ở nhà mà khóc rồi bà già bà la bà nói rồi mấy bà già xưa mà. Cái giai đoạn mà bố đi xa nhất, bố đi lâu nhất, nó là ở đâu và bao nhiêu ngày? Bố nhớ không? Trời ơi, đi có gì mới gặp cả năm, hai năm rồi, cả đi năm mấy rồi, Úc Lan đi cả năm mới về. Ra miền Trung cả năm rồi, kẹt vô cái là ra ngoài rồi hết, mà ra miền Trung đi một cái cả năm trời. Cả năm trời! Má gặp má chứ gặp người khác thì hồi thời đó mà. Con không dám nghĩ đó. Tại vì chắc có lẽ cái đời của con á, bởi vậy nè, nó sướng quá, cho nên nó không có một cái sự gọi là chia ly mà nó xa đây, xa như vậy. Tại vậy tại sao tới giờ này thì bố quý mẹ trân trọng quý lắm, là nhớ lại những cái giai đoạn khó khăn đó đó, những giai đoạn xa cách như thế mà vẫn trung thủy với chồng. Thấy không? Khó khăn chứ bay phải phương trước gì đâu, nhưng mà vẫn chấp nhận đó, nhờ chỗ đó mà bố trân trọng lắm, bố quý là chỗ đó. Quan niệm của cô về gia đình ấy, gia đình là cái nơi mà người ta thường hưởng được tất cả những các cái tinh tế, những cái tinh hoa lòng tốt của nhau, nhưng đồng thời là cái nơi phải chịu đựng tất cả thói hư tật xấu của nhau. Khi mà đã sống với nhau thành gia đình, thành vợ chồng rồi mà càng chịu đựng được thói hư tật xấu của nhau bao nhiêu thì cái gia đình càng bền chặt bấy nhiêu. Đừng hy vọng rằng ở lấy chồng lấy vợ xong rồi chỉ có tình yêu, chỉ có điều đẹp tốt đẹp như có đâu. Cô đi suốt. Cô cứ bận rộn. Đôi khi cô cứ cảm thấy là lúc nào cũng có lỗi với ông. Thế thì những lúc mình ở nhà mình bù đắp thôi cô. Không bù được đi chưa chắc là. Cô lại là cái người không chăm sóc được bất kỳ ai đến nơi đến chốn cả. Không, sứ mệnh của cô sanh ra là để chăm sóc và phục vụ cho khán giả. Còn cái việc mà chăm sóc người trong gia đình thì là việc của chú. Chắc vậy đấy. Dạ. Cô nghĩ là đôi khi chú chịu thiệt thòi, cho nên là thỉnh thoảng những cái đợt mà cô tổ chức toàn thế giới là cô toàn lôi chú đi. Dạ. Đi Hà Lan, Bỉ, tận là về Ba Lan, nước cực đi đẹp. Dạ. Đó là đi Paris, đi tất cả những cái nơi nào mà đẹp thì cô. Dạ. Cũng muốn chú đi cùng. Cái đội mà Sơn huấn luyện bây giờ gọi là gì? Trung tâm HS8, viết tắt của chữ Hồng Sơn số 8. Trung tâm đấy thì huấn luyện thì khoảng độ bao nhiêu học viên? Thường thì nó chia ra làm các lứa tuổi. Lứa tuổi 6 tuổi, 7 tuổi một lớp, 8 tuổi một lớp. Ví dụ thế thì các cái lứa tuổi nó sàn sàn nhau. Và một cái lớp nữa là từ 9 tuổi đến 12 tuổi. Và lớp 12 tuổi đến 15 tuổi. Thì 3 lớp. Và mỗi một lớp thì thường thường là khoảng 4-50 bạn. Thực ra thì cái trung tâm như của bọn em thì là gần như gọi trung tâm bóng đá cộng đồng. Tức là dành cho những cái bạn mà không có cái thời gian được vào chuyên nghiệp. Các bạn có thể chỉ chơi gọi phong trào thôi. Chơi khỏe, biết đá bóng, gọi là biết sơ bộ, sơ đẳng. Và về các cái kỹ năng gọi chơi bóng một chút. Đấy, thì còn đâu còn những cái bạn mà đã được vào đội tuyển U15, U17 hoặc là U22 thì những cái bạn đấy phải là lò chuyên nghiệp. Chẳng hạn như là lò BVF, chẳng hạn như lò Hà Nội FC hay là Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai. Đấy thì những cái lò đấy thì là các bạn đi được ăn ở ngủ nghỉ thường xuyên trong đấy, học văn hóa của trong đấy. Quý vị khán giả, nếu như những ai yêu mến chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì đều thấy rằng là chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những số phát sóng, phải nói là số nào cũng đều mang một cái ý nghĩa riêng biệt cả đó. Nhưng mà bên cạnh đó là
Chương trình chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái gì nó yêu thương, những cái yêu thương của các thành viên trong gia đình đến với nhau, đúng không? Em thấy mình rất là may mắn một điều là mình mang một cái sứ mệnh gọi là kết nối những cái thành viên ở đúng trong rồi. Từng cái gia đình của từng cái nhân vật mà mình tới để mà họ hiểu nhau nhiều hơn, họ gắn kết với nhau và họ mang đến cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc và đúng nhiều rồi. Cái bài học về gia đình. Đúng rồi, trời ơi, mỗi lần mà Quốc Thượng đồng hành với các gia đình thì bao giờ cũng vậy. Anh rất là xúc động. Nói chung là anh Quốc Thượng khóc nhiều lắm mỗi khi mà trong cái bữa cơm gia đình á, những cái tình cảm của cha con, của anh chị, của mẹ con, của dâu rể dành cho nhau anh Thượng xúc động nhiều lắm luôn. Chắc em không khóc quá ha. Nói chung là hai anh em chúng ta đều khóc. Đúng rồi. Từ lúc Tiên nó về ở với anh cho tới giờ phút này, anh có điều gì hối hận và chưa làm được cho con gái mình hay không? Có chứ. Đó là những điều gì? Tới giờ phút này vẫn chưa có nhà cho con gái anh. Đó là điều tới giờ anh vẫn chưa làm được. Nhưng mà anh cố gắng anh sẽ làm. Trước khi anh nhắm mắt. Bởi vì anh nghĩ đơn giản là con người anh phải có một cái nhà hết. Mình cứ thuê nhà hoài, cứ buôn vai hoài, nó kinh khủng lắm em. Đời nghệ sĩ mình cứ nài nay mai đó, cứ 20 năm mình cứ thay nhà, 20 năm mình thay nhà, 20 năm mình thay nhà. Cái được cực kỳ nhiệt mẻ. Ai cũng vậy hết. Bây giờ nếu như làm được cái gì đó cho ba thì con sẽ làm gì đầu tiên? Thì con sẽ mua một căn nhà. Wow, cho lớn quá, con cho lớn quá, con thích vậy đó. Và con đã mua được rồi. Con đã mua được rồi. Như ba con chưa nghe luôn á Tiên. Không phải tiền đi vay đâu. Hôm nay con mới nói hả? Anh Tiến không biết điều này à? Sao mà biết được? Bằng con chứng nè. À, đây bằng chứng. Bây giờ con đã có một cái khoản, con đã mua luôn. Con không cần vay tiền ngân hàng nữa. Ba không cần phải trả tiền góp. Ba cô không cần dành cái số tiền mà ba kiếm được để tìm một căn nhà nữa. Tại vì nó đã nằm đây rồi. Cả một cái sự ước mơ, cả một cái hoài bão của ba con, bây giờ nó đã có. Em biết là anh đang rất có rất là nhiều cái kìm rất là nhiều cái thứ cảm xúc trong lòng. Em rất muốn nghe anh nói về cái món quà của con gái mình. Tới giờ phút này vẫn chưa có nhà cho con gái anh. Đó là điều tới giờ anh vẫn chưa làm được. Nhưng mà anh cố gắng anh sẽ làm. Chú Kim nhắm mắt. Nói sao vậy ta? Thật ra là như vậy. Không hoài. Cười nhận nhà phải cười. Biết khóc đó cho nên là đâu có dám nói trước đâu. Định dắt vô nhà luôn. Định trả xong hết rồi mới đưa chìa khóa nhà. Cảm ơn. Chưa bao giờ làm cho má mình vui hết. Mình lúc nào cũng làm cho má buồn. Má cứ suy nghĩ hoài. Má cứ nói tại sao mà con lớn rồi mà em con là không làm má buồn, mà tại sao con làm cho má buồn hoài. Mỗi khi con đi ra đường, con đi hát về khuya,
Má cũng không có ngủ được, không biết con mình đi đường đi về xe cộ rồi sao mà. Đó là nỗi lo của tất cả những người má, những người mẹ mà có con mà phải thường xuyên đi sớm mà về muộn. Đó thì thật sự là ngày hôm nay thì cô và nghe Kiệt nói câu là chắc chắn là sẽ không làm cho má buồn nữa. Cảm ơn anh đã cho em, riêng bản thân em thôi, em không dám nói ai hết. Đó là cho em thấy được cái thực sự là cái lòng hiếu thảo nó là như thế nào. Bởi vì cả một buổi khi em ngồi nói chuyện với anh á, em cảm thấy là mình còn rất là nhiều cái sự thiếu sót dành cho mẹ của mình. Em mồ côi cha từ rất là sớm, một tuổi mấy thôi là ba mất rồi, thì chỉ có một mình mẹ em nuôi hai anh em thôi. Mà thực sự những cái điều đơn giản nhất giống như anh làm cho mẹ mỗi ngày, đó là hỏi mẹ thích ăn cái gì, em cũng lâu lắm là em cũng không làm được điều đó. Sau ngày hôm nay chắc chắn là em sẽ thay đổi rất là nhiều về cái cách em giao tiếp với mẹ. Em không thể nào mà bắt mẹ suốt ngày chạy theo tất cả những cái sở thích của em. Em bị thiếu sự quan tâm dành cho mẹ rất là nhiều. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái từ cảm ơn nó khó nói. Cứ mỗi lần quay trình này là nhớ mẹ, là nhớ má còn dưới quê. Quê con đâu? An Giang. Năm về ăn cơm với bà được mấy ba, lần? Ba còn không? Ba còn chết rồi. Mẹ con là cũng thuộc dạng là hy sinh chịu đựng. Hy sinh vì đàn nghệ gì hả? Hồi đó ở Sài Gòn mất xe, bà đi mượn của người ta ba chỉ vàng, 2 năm trời mới trả hết. Mất mua xe. Chiếc xe cho tôi. Trời ơi. Mua lại xe. Không hề nói với ai biết. Để cứ mỗi lần quay chương trình thì chắc không, chắc tới không làm MC nữa. Cứ mỗi lần ăn cơm mà gia đình mà có một người mẹ xuất hiện là mình cảm thấy là mình nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Mà nó rây rứt trong lòng vô cùng. Thậm chí là có những năm không về nhà luôn. Bởi vì anh nói với em á, gần mẹ gần em là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc trên đời này. Trời ơi, bây giờ mình coi lại mà mình vẫn còn cảm xúc nữa đây. À, và quý vị biết không, bên cạnh cảm xúc dạt dào, bên cạnh những giọt nước mắt, đó chính là nụ cười. Mà đúng nụ rồi. Cười của tất cả anh em ekip. Bởi vì chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã có 5 số phát sóng lọt vào top trending. Trời ơi, anh nói nè, người ta nói là xấu che, tốt khoe. Mình đang tốt thì mình phải khoe. Đúng không? Rồi. Đó, 5 chương trình lọt vào top trending, không biết là em có nhớ những cái số phát sóng. Để em liệt kê thử coi đúng không nha. Đến Gõ Cửa Thăm Nhà ai nè? Đến Gõ Cửa Thăm Nhà của anh Hữu Tiến nè. Anh Ngọc Sơn. Là 2 chương trình rồi. Vợ chồng Tí Hon. Vợ chồng Tí Hon rồi. Doanh nhân Lý Nhã Kỳ. Đúng rồi. Hồi nhỏ bá hộp vui, bây giờ lớn bá hộp sòn. Và một người nữa, đó chính là cố nghệ sĩ Chí Tài. Đúng rồi, thưa quý vị. Nói đến đây thì em cũng xin được chia sẻ một chút xíu cảm xúc ở trong cái số phát sóng lần đó. Và chúng đó là những cái cảm xúc mà chân thật nhất. Và lần đầu tiên Ngọc Lan được nhìn thấy anh Chí Tài, anh thể hiện cái tình cảm với người vợ ở phương xa của mình. Và có lẽ là lần đầu tiên Ngọc Lan, anh Quốc Thuận cũng như là quý vị khán giả thấy anh Chí Tài khóc. Đúng vậy. Hello ông xã. Bé Heo vừa mới đi nhà thờ về. Mỗi Chủ nhật bé Heo đi hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, cho má và các anh chị em trong nhà, và nhất là ông xã đang đi làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi 5 tháng rồi. Lúc trước ông xã đi chỉ có 1 tháng là nhiều nhất. Có sáng ông xã về 2 lần. Nhưng là bây giờ vì thời gian Covid nên ông xã phải đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bé Heo biết anh khó tánh, ăn uống lắm. Ăn cá thì phải dẻ xương ra, không thích ăn xương. Ăn thịt sườn cũng vậy, cũng phải lấy xương ra. Bé Heo biết tí nên ông xã thích ăn đồ ăn của bé Heo làm. 2 vợ chồng đã ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng nghe.
Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên ông xã phải về Việt Nam. Vì bên đây thời gian này không có làm gì hết. Tội nghiệp ông xã, ông xã ở đây ông xã buồn lắm. Thôi, để Bé Heo hát cho ông xã nghe nha. Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu má nè, thì em rằng em yêu anh chị nè, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là ông xã trí tài của Bé Heo. Bye anh. Trời ơi, thương quá kìa. Thật ra là một món quà rất là quý hơn tất cả những quà bằng tiền hay là bông. Mà bữa nay thấy đó là anh cảm ơn chương trình nhiều. Cho anh cái món quà này nó làm rất là xúc động. Thôi thì bây giờ nè, chị đã nói rồi, anh đáp lại đó để chị có thể yên tâm. Bé Heo, thật sự là anh mới coi cái clip ngắn của em, chia sẻ cái những cái tâm tình của em. Thật ra đó là thấy anh nó cũng là cũng vui. Công việc mà em phải vui chứ, đúng không? Bây giờ ở đây một mình em nó lâu quá rồi, anh không có diễn tả được thì sao anh nhớ em như thế nào. Anh nhớ được những món em nấu cho anh ăn, em cách chăm sóc của em, lo lắng cho anh nhớ hết. Thì anh ít khóc lắm. Anh nghĩ là từ đó giờ chỉ có khi ba anh mất rồi, mẹ anh mất, anh mới khóc thôi. Còn thường thường chuyện bình thường là anh kềm được hay lắm, nhưng mà bữa nay là quả thật là anh không kềm được. Thôi anh cảm ơn em rất nhiều. Thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ sống khỏe, sống để cho em đỡ lo. Và anh cầu mong rằng xin nó có lẹ lẹ chút để vợ chồng mình có thể gặp nhau. Anh rất là nhớ em. Xin dành một lời tri ân đến cố nghệ sĩ Chí Tài đã mang đến cho hai anh em cũng như là những người thực hiện chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà một món quà vô cùng quý giá. Và thưa quý vị, đó là một cái kỷ niệm thật là đẹp, một cái ký ức mãi mãi không bao giờ quên của anh em Quốc Thuận, Ngọc Lan nói riêng và của tất cả quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Kính thưa quý vị, với những hình ảnh vừa rồi thì chắc có lẽ là quý vị một phần nào đó cũng đồng cảm với Quốc Thuận và Ngọc Lan rằng là hai anh em chúng tôi đã đồng hành với nhau rất là nhiều số Gõ Cửa Thăm Nhà, đến với mỗi một nhân vật, mỗi một gia đình là mỗi một câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, đều mang một thông điệp, đó chính là gắn kết tình cảm yêu thương của các thành viên trong gia đình. Đi đâu cũng đừng bao giờ quên bữa cơm gia đình. Đây chính là một cái thời khắc mà chúng ta có thể gắn chặt với nhau, có thể nói với nhau, có thể chia sẻ với nhau những gì yêu thương, hoặc là những cái góp ý với nhau để cho mỗi ngày càng tốt hơn. Dạ. Đi đâu cũng vậy, hãy luôn luôn nhớ, bao giờ cũng vậy, có một nơi để chúng ta trở về, đó chính là gia đình. Và thưa quý vị, bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi. Và bây giờ anh Quốc Thuận, Ngọc Lan xin được chào tạm biệt. Chúc mừng năm mới. Thôi đi chở qua sân. Đi.